Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là sàn lạnh ban dâu của xe Mitsubishi Canter đời 2007. Đây là cái đời nó cũng khá là sâu rồi. Với cái đời này thì van của nó sẽ sử dụng là van tiết lưu 2 dâu. Đây, một van, đầu van nó sẽ bắt vào đây, một đầu van nó sẽ chia ra ngoài và đi tiếp theo là đường ống. Đây là sản phẩm hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Với cái đời này thì nó là dàn đúc này, được thiết kế 100% nguyên vật liệu chính là hợp kim nhôm này. Đây, đây chính là các cái tép nha, tép lan đúc của nó dày. Với cái lan cuốn thì nó sẽ thưa hơn và cái khoảng cách lan thì nó sẽ rộng hơn. Để đạt độ lạnh sâu và tuyển nhiệt tốt thì cái dòng dàn đúc này là nó đã chiếm thế tối ưu nhất rồi đấy ạ. Thì vừa rồi là em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái hình ảnh của cái sản phẩm, đó chính là dàn lạnh của Mitsubishi Canter 2007. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.